know you're not alone. Cause I'm gonna make this place home. Settle down. Don't pay no mind to the demons, they fill you with fear. Thì mình còn nhớ nhìn là cái ngày đầu thì đi đăng ký tham gia chương trình Việt Nam Idol ấy, thì mưa to gió lớn và gặp bão. Hôm nay được trở về quê thì là một hình ảnh hoàn toàn khác. Trời hôm nay rất là đẹp, hơi nặng một chút nhưng mà thì cảm thấy rất là vui và rất là hào hứng. Em mà được có kết quả mà vô được top 12, hai vợ chồng là chỉ có ngồi mà khóc, mừng quá mà khóc, rồi là làng xóm mà chạy tới họ là họ buồn, họ ôm hai ôm bù lại là họ mừng, họ phấn khởi nói chứ vui chung vui với gia đình. Mọi người đã tới rất là đông, có nhiều người chạy xe máy gần 100 cây số để chúc mừng Huy á, và mọi người đứng rất là đông ở ngoài đường và làm tắc nghẽn cả giao thông, thì chỉ chờ là công an sẽ đến thôi. Trường cấp 3 với Thùy là một ngôi trường để lại cho Thùy rất là nhiều kỷ niệm. Rất là vui nữa thì Thùy lại đưa hát cho thầy cô cũng như các em học sinh ở đây nghe. Không như các em đưa nghe tất cả các ca khúc mà Thùy hát ở trên sân khấu Việt Nam Idol. Và Thùy cảm thấy rất là hào hứng. Như Thùy hát 4 năm bài gì đó. Dịp này về thì Thùy cũng muốn tranh thủ vào bản để thăm mọi người. Cảm ơn. Rồi công việc làm gì bên trong đó? Không à? Lúc nào xem chương trình Việt Nam Idol nhưng mà không biết bấm nhắn tin. Không biết nhắn tin. Thôi chứ mà không biết. Tối cuối cùng khi trở về với cuộc thi thì các bạn đã tổ chức một đêm lửa tài để mà tiện Thùy đi. Những hình ảnh đó là cái hình cao và động lực rất lớn cho Thùy trong cuộc thi này. Được về thăm nhà mấy ngày nhưng mà Thùy lại phải là đi rất là nhiều nơi, thế nên là ít thời gian ở nhà để nói chuyện, tâm sự hỏi han bố mẹ và ông xã, thì cảm thấy rất là có lỗi. Nói chung thì mình đã xác định cho Thùy đi thi thì về cái tinh thần thì mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng mà khó khăn nhất là cái vấn đề vẫn là nội trợ, mình phải nấu ăn về lại là từ phục vụ bản thân. Đối với Thùy á thì cũng nên kiềm chế lại cái nước mắt của mình, hãy nở nụ cười thật hồn nhiên, mặc dù kết quả như thế nào đi chăng nữa thì Thùy phải cố lên. Thùy ơi, em hãy cố gắng, mọi người ở nhà luôn luôn ủng hộ em và tạo mọi điều kiện tốt nhất để em thực hiện cái ước mơ của mình. Mà không có con, tin, yên tâm.